cuộc thi trang điểm. Yes. Các cô gái đã hoàn thành xong phần thi. Trang điểm cho hề à. Ban giám khảo hút ghi đi đến chấm điểm. Yeah. Bài thi đẹp, được điểm A nha. Trang điểm kiểu gì thế này? Phải cho điểm F mới được. Mình có cách này. Hãy nhận hối lộ và cho tôi giải nhất. Cho điểm A cộng nha. Và người thắng thuộc về số 2. Thật là bất công. Wednesday vui vẻ đi đến. Hai bên vô tình va vào nhau. Wednesday uống cả cốc trà sữa ban đầu rồi. Hãy để tôi trang điểm lại cho bạn. Bộ trang điểm bướm hồng nha. Tẩy hết lớp trang điểm bị nhem trước đã. Yes. Oh no. À không, phải làm sạch tóc bẩn đầu tiên. Nice. Bộ trang điểm nhiều ngăn xịn quá. Okay. Yes. Bơm tóc lên cho gọn nào. Dùng sữa rửa mặt tiếp theo. Oh, yes. Nước hoa hồng để dưỡng ẩm cho da nha. Rồi bôi kem dưỡng da cho mềm mịn. Khuôn mặt đã mịn màng trắng sáng rồi. Tỉa lại lông mày và loại bỏ ria mép nữa. Chúng ta đến các bước trang điểm nhé. Nice. Kẻ mắt mèo cho xinh ha. Ok. Yes. Đánh phấn mắt màu gì đây nhỉ? Phấn mắt cầu vồng luôn. Cong dài cho xinh. Brilliant. Xinh tuyệt. Oh. Yes. Một chút phấn má hồng nữa. No. Thôi không cần phấn hồng đâu. Wow. Đánh son cho quyến rũ nha. Bạn trang điểm thật tuyệt. Tôi đã tìm được người trang điểm đẹp nhất cho cô. Để tôi xem sản phẩm của họ. Số 1 đẹp đó.
Trang điểm cái gì thế này? Họ đã nhận hối lộ để lấy giải thưởng đó. Bạn bị sa thải, hãy ra khỏi đây. Yes. Phần thưởng cho người thắng cuộc nhé. Wow. Cùng làm váy cho Rapunzel nha các em. Tô các màu sặc sỡ nè. Đính thêm các trái tim đáng yêu nha. Váy này thơm quá. Váy xinh ghê. Rapunzel xinh quá. Thank you. Cảm ơn các em, hẹn gặp lại nha. Kissy ơi, Kissy ơi. Sợ quá, đây là đâu đây? Ôi không. Cứu tôi với. Oh, no. À, tiêu rồi. Trời oh đất ơi, God. Có ai dưới nước kia? Vô ta, kéo lên bờ nào. Kissy ơi, cậu đâu rồi? Tìm thấy Kissy ư? Hô hô, Kissy ơi, cậu rơi xuống vực rồi à? Cậu tỉnh rồi. Yes. Sao rung chuyển thế này? Oh my God. Trời ơi, sấm chớp to quá. Mái nhà thủng một lỗ rồi. Ôi không, lốc xoáy làm sập nhà luôn rồi. Chúng ta đi đâu về đâu đây? Kissy. Kissy tìm thấy cậu rồi. Gặp lại cậu vui quá. Squid đã cứu tớ đấy. We'll make a new house for you. Tớ sẽ làm nhà mới cho cậu. Yes. Biến thành nhà hết ghi Kissy nè. Chậu hoa tô điểm cho ngôi nhà xinh xắn hơn. Mở cửa ra nào. Ghế sofa và bàn phòng khách nè. Ghế hình Husky Wookie đáng yêu quá đi thôi. Bồn tắm cũng hình Husky Wookie luôn nhé. Gương hồng giống Kissy Missy ghê. Vậy là xong phòng tắm rồi nha. Một chiếc giường Husky Wookie cỡ bự luôn. Tủ quần áo Kissy Missy xinh quá. Squid ơi, lại mà xem này. Chậu hoa thơm quá.
bật TV xem chút nào. TV xem đẹp quá. Màu hồng đáng yêu thế. Người bẩn rồi, tắm táp chút thôi. Lau khô người sạch sẽ. Ok. Tiếp theo là phòng ngủ. Oh yes. No. Thay quần áo mới thôi. Chẳng có bộ nào thế này. Okay, let's go. Cùng làm váy cho Squid nhé. Tô màu xanh biển cho giống Husky Wookie nè. Điểm thêm màu xanh ngọc. Nâng hồng cho nổi nhất váy nhé. Thêm chút lấp lánh nào. Ten ten. Xinh lắm Squid ơi. Thank you. Cảm ơn hai bạn lắm. Bye bye. Tạm biệt nhé. Chào các bạn. Ôi Garfield kìa. Sao các cậu bé lại trêu đùa Garfield thế? Oh no. Stop it. Dừng lại. Đây thì trả lại đây. Mon ơi, Ben ơi, hãy theo Garfield nào. Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với vườn quốc bánh kẹo ngọt ngào nhé. Tuyệt quá. Ôi, đây là đâu thế này? Hello. Chào các chàng trai, cô gái. Wow. Chào những người bạn hoạt hình bé nhỏ. Ăn chút kem, chút bánh cho đỡ mệt nào. Oh. Áo váy cũng cần được thay mới nhé. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.
Chuyện này là sao? Aha. À, Garfield đã có kế sách. Oh yes. Chúng ta sẽ thành công thôi. Lính đâu? Có giỏi thì ra đây. Garfield sẽ đi trốn nhé. Ôi, cô ta bị đau bụng rồi. Hãy đưa cô ta đi. Đúng rồi, có thế chứ Garfield. Con mèo láo xược. Oh yes. Hay lắm. Bon sẽ đánh lạc hướng tên lính. Ben ơi, nhanh chóng tấn công nào. Đi thôi. Ôi không. Đứng lại. Không phải chứ. Bon vậy thôi. Đừng ngủ mơ giữa ban ngày nhé. Ồ, mới sáng ra mà đã treo tranh ư các cô gái. Ôi, rách giấy rồi. Hình như đó là tay nắm cửa. Chúng ta phải khám phá ngay thôi. Ok. Ồ, đó đúng là một cánh cửa. Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôi, chúng ta đang ở thế giới Squid Game ư? Một là tiến lên và chiến thắng, hoặc hai là chết nhé. Hãy dừng lại, đừng để búp bê phát hiện. Tiến lên thôi. Ariel, Rapunzel, hãy thật bình tĩnh. Let's go. Ôi không, búp bê đã phát hiện ra chúng ta rồi. Oh my god. Elsa, cố lên. You win. Don't hurt my friends. Hãy thiết kế dạng quái vật cho búp bê để cứu các bạn nhé cô gái. Ok. Ôi ghê quá. Xung quanh toàn là bóng ma. Chính giữa phòng khách là bộ bàn ghế bí đỏ. Bi shooter. Đèn chụp ma quái. Ngoài ra sẽ là rất nhiều bức tranh của các nhân vật kinh dị nữa nhé. Nước và bánh đã sẵn sàng. Ghê không nào? Phòng tắm sẽ có thảm, gương dơi, bồn tắm xương sẩu, jumper. Tuyệt chứ. Một chiếc giường ngủ bóng ma là điểm nhấn cho phòng ngủ. Và thảm xương. Đẹp tuyệt. Xin mời búp bê tới chiêm ngưỡng. Thích quá.
phòng khách trên cả tuyệt vời. Good. Cả phòng tắm cũng trên cả tuyệt vời nữa. Phòng ngủ mới đáng yêu làm sao chứ. Oh yes. A cộng. Phần thưởng của Elsa là 3 viên kẹo đường. Hãy ăn nó và cứu các cô gái nhé. Ôi, Ariel đây rồi. Thế là chúng ta đã chiến thắng. Mau về nhà thôi. Ôi, gì thế này? Hóa ra là Elsa ngủ mơ ư? Elsa. Ôi, sắc ướt. Chạy mau. 2 giờ trước. Rumi, lại chơi với chị nào. Ôi, con chỉ lỡ tay thôi mà. Lạy Chúa. Đó là tất cả tiền của chúng ta. Không, Rumi, đừng chạy. Còn vẫn ổn chứ. Ồ, đây là... Để con đào lên nhé. Hồi hộp quá. Ồ, một kim tự tháp. Cả nhà cùng khám phá nào. Wow, lăng bộ thật tuyệt. Nhưng có gì đó không ổn mà. Ôi, xung quanh chúng ta toàn là kho báu. Mẹ ơi, hãy ghi lại khoảnh khắc này nhé. Lạy Chúa, nhìn quan tài kia. Xác ướp vẫn còn sống. Nhưng đã lâu xác ướp chưa được làm đẹp thì phải. Mạnh mẽ lên, nếu khó đã có mẹ ra buôn xeo nhé. Ôi, sâu. Hãy gấp hết sâu trước khi bắt đầu trang điểm thôi. Tẩy trang thôi. Lau lại với khăn nhé. Tiếp đến sẽ... Loo, loo, skip to my loo. Loo, loo, skip to my loo.
giận. Ôi Elsa, chị ổn chứ? Ồ, Barry đây rồi. Em muốn tìm chủ nhân của chiếc giày này ư? Ồ, rất điển trai. Ta mới chính là người mà chàng cần tìm. Một cô gái xinh đẹp và nhân hậu. Lính đâu? Hãy loan tin tìm chủ nhân của chiếc giày này. Ok. Ồ, hãy nhìn các cô gái kìa. Wow. Họ đều đến để thử giày. Ôi, Moana, phải đi ăn gì đó trước đã. Ôi không, Belle Vision đã ngán chân Elsa. Thật tội nghiệp cô gái. Hoàng tử ơi. Hình như có gì đó sai sai thì phải. Ôi bàn tiệc, nó thật hấp dẫn. Moana sẽ thưởng thức ngay đây.